Hello, chào tất cả anh em, chào tất cả mọi người nhé. Chào mừng anh em quay lại với kênh của Joker mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho anh em lý do tại sao Phú Rê có thể là kiếm rất là nhiều tiền như vậy mà suốt ngày ăn chơi, ngồi nhà mà đeo vàng các thứ, gọi là đi hát hò nhỉ. Trước ngày đi chơi không phải làm gì mà có tiền. Thì nói chung là theo cái sự tìm hiểu của mình thì cuối cùng là cũng tìm được ra, đó chính là Phú Rê chơi tài xỉu sập tám game bài này anh em ạ. Đấy, cực kỳ là hot đúng không? Đấy, cực kỳ là sốc. Bởi vì tại sao là mình phát hiện được như vậy? Bởi vì là mình có một người bạn rất là thân Phú Lê, vì thế là suốt ngày là đi chơi mà trà đá cà phê Phú Lê. Là vì thế mới biết được cái thông tin này và sẽ tiết lộ cho mình, và mình lên đây mình chia sẻ lại cho anh em thôi. Đấy, nói chung là chia sẻ lại cho anh em thì hy vọng là anh em có thể để có thể là mắt theo như là theo cầu giống như Phú Lê nhá. Cái bắt của Phú Lê này cực kỳ đơn giản nhưng mà cái lối chơi cực kỳ ok. Con 68 này thì nó ok được cái là làm rút nó xử lý nhanh và nhìn nói chung là cũng bắt mắt đúng không, hơn những cái con khác là cái chắc quan trọng là cái nạp rút của nó rất là rõ ràng. Ví dụ như là tài khoản ATM hay là về tài khoản ví dụ là tiền có cả rút điện tử này, tiền điện tử đúng không? Đấy. Nói chung là tiền điện tử thì có cái ví dụ như là Bitcoin hay là các thứ đổi ra đều được. Anh ví dụ tôi anh em nào muốn bảo mật thông tin không muốn lộ ấy, thì anh em có thể chọn chơi cũng được. Đấy. Ok, cái sẽ đợi cái tiếng này mình sẽ vào luôn cái tiếng sau em nhé. Cái gì thì cái thì cứ phải vào nhanh gọn luôn cho nó nhanh em ạ, chứ rất là mất thời gian đúng không? Ok, bị tải à? Thế thì bây giờ chỉ có một lý do, đó chính là cái tiếng này nó sẽ đây này, làm lại một con tài tiếp anh em nhé. Đấy, khả năng cao tiếng này sẽ đi 3 củ rưỡi, đi 3 củ rưỡi vào tài đi xem là có đúng không, chẳng hề cái sai. Nói chung là cầu đẹp cầu xấu thì chắc chắn ai cũng biết rồi đúng không, không còn xa lạ gì. Đấy, chẳng ai muốn là vớ phải cầu xấu về về bản thân hay là vớ phải cầu xấu để làm gì cả, nhưng mà mình đen thì mình gặp thì mình chấp nhận thôi, và mình chỉ gọi là cải thiện hay là vượt qua được cái cầu đấy là được. Thực tế ra thì để mà hoàn toàn là né được thì rất là khó nha. Ok, lại kết quả nào, tài rõ không hay là tài mập mờ? Nên xỉu nhiều thêm mà vẫn được ăn à? Nên xỉu nhiều thêm mà vẫn được ăn anh em ạ, đèn thế, hết nói nổi luôn anh em ạ. À, xỉu thế mà vẫn được hút, vô lý đúng không? Ok, vô lý à? Thế thì chạy 212 là cái chắc rồi, 128 này. Mà khi chạy 22 thì sao đúng không? Nhưng mà trước cầu bệt này nó có 22 rồi, chẳng nhẽ bây giờ lại nó ra 22 ở đây. Nghe trông có vẻ cũng không hợp lý lắm đúng không? Nên là cái tiếng này theo mình là không khả thi, đó là bắt vào con tài lắm anh em ạ. Là bắt 22 nhá, 5 củ và xỉu đi. Đấy, nghe cái tiếng, nghe cái cầu này chạy chạy 22 sẽ hợp lý hơn đấy. Ok, chơi mặt tiền mặt này, mà chơi là cho gì đúng không, kết quả nó như vậy rồi. Nhiều ông là cứ muốn là tìm cảm giác nặng thì thôi, mình chẳng cần tìm cảm giác nặng làm gì. Úi giời ơi, 246 được luôn mà, đậu xanh 246. 246 thì không phải đỡ lại được anh em ạ. Ok, không sao nhé. Chung là không ăn tiếng này thì mình sẽ ăn tiếng sau thôi. Sửa sai những chuyện sai anh em ạ. Mình có 8 12 tiếng này bắt thêm con tài nữa đi. 10 củ và xỉu. À, bắt con xỉu nhầm vào con tài. Lú như con cú anh em ạ, lú như con cú thật.
Nó sai có tí thôi là lú luôn rồi. Ok. Thế này thì mời của xỉu chạy cầu 22. Anh em nào mà con game 68 mà chơi mà bị nhà mạng chặn thì em tải ứng dụng một về máy cho mình nhá. Ứng dụng một có sẵn ở CH Play hoặc Apple Store. Em vào tải như đó em bật lên là em sẽ vào chơi được như bình thường. Đấy, chơi được như gọi là một người chơi bình thường luôn. Nên là vì thế thì anh em nào bị chặn nhà mạng thì cứ tải ứng dụng một về máy em nhá. Ok. Thì đó là tôi với anh em nào bị chặn. Còn anh em nào vào chơi được bình thường thì cứ chơi thôi. Ok. Con sự 8 này húp rồi đúng không? Tiếng húp 8, tiếng này bắt gãy nhá. 10 của xỉu bắt gãy đi. Chứ mình thấy là nên con tài thì nó cũng không khả thi lắm. Nên là cái tiếng này mình sẽ bắt lại 10 củ và nằm lại con xỉu là hợp lý. Ok. Trắng chân tiếp, trắng chân tiếp. Úi trời ơi tuyệt vời anh em ạ, trắng quá, trắng như ngọc trinh luôn. Được chưa anh em, trắng như ngọc trinh luôn. Rồi. Mình đã bảo dối mà. Cầu kèo thì tất nhiên là sẽ có cầu khó, cầu dễ, cầu đẹp, cầu xấu rồi. Nhưng vì thế thì gọi là tranh thủ thôi. Tranh thủ là vớ phải cầu nào thì phang cầu đấy, cũng như là gặp cầu nào thì dí cầu đấy thôi. Chứ cái tầm này mà cố chấp cái nói chung là cái thành công nó không được cao đúng không? Ok, tiếng này sẽ tiếp tục các em nhá. Tiếp tục bắt cái con xỉu nó đi. Bệt xỉu rồi, 10 cụ em là đều tay. Ăn tiếng này chút đó là nghỉ thôi anh em ạ. Đấy. Em thấy cái bắt cầu của Phú Lê khá là ok không? Đầu hơi hói một tí nhưng mà bắt cầu cũng cực kỳ là được đấy nhá, đúng không? Cũng tư duy phết đấy chứ. Ông nào đầu càng hói thì càng thông minh hay sao anh em ạ? Ok, tiếng cuối cùng nặn này. Chắc là phải lấy một chút gọi là hồi hộp đi, che mặt tiền vào. Úi rồi ôi anh em ơi, nặn 6 đầu tiên, úi rồi ôi rồi nhưng mà vẫn được hốp anh em ạ. Ui, làm hết cả hồn anh em ơi. Ok anh em nhé, đi chốt lại ở đây và chào anh em, chào mọi người. Hẹn mọi người và anh em ở những video tiếp theo nhé. Bye bye anh em.